Vâng, xin chào toàn thể các bác nhá. Trong cái buổi tối ngày hôm nay thì giới thiệu đến các bác một phải nói là một siêu phẩm luôn của dòng Mitsubishi. Đó là mẫu xe Mitsubishi Pajero. Chủ xe đã độ lên full đồ 2008 nhập Nhật nhé. Nếu dù quay về cái phần đầu xe này thì các bác có luôn cái ấn tượng là một cái mẫu xe quá xuất sắc rồi. Đấy, chủ xe độ lên cái phần mạ chrome này. Hơn nữa thì các bác nhìn hai cái pha đèn của nó thì em nghĩ là đây là pha đèn mới. Khi chủ xe mua về đã độ lại chứ không phải là pha đèn cũ, phải chạy trong vòng chục năm không còn cái bộ pha đèn mới nha, cũ như này được. Bởi vì khi chủ xe người ta mua về em thấy là độ hết full này, độ cái phần này này, đèn gầm này, cái phần cản này là độ thêm nhá, phần mạ chrome cản này là độ thêm, vì vậy là nhìn nó rất là nổi đúng không ạ? Đấy, chủ xe con này thì nó bản thân là 2008 nhập Nhật, vừa về cửa hàng xong thì qua nhìn về cái phần đầu xe này có ấn tượng luôn. Riêng đối với dòng Pajero thì cái bộ mặt của xe và cái phần lốp gầm đằng sau, lốp treo đằng sau nó thể hiện con xe rất là mạnh mẽ luôn. Và đối với cái mẫu xe Mitsubishi Pajero này thì các bác nhìn đây, chủ xe đã độ lên full hùn phùn luôn, và biển 30G08235 biển Hà Nội nhé, tư nhân biển Hà Nội. Dòng này thì nó là máy xăng 3.0 hai cầu, rồi trước đó là cái dòng xe chuyên chở tiền các ngân hàng. Và khi người ta thanh ngân hàng thanh lý ra thì chủ xe mua về người ta độ theo ý. Với cái dòng này thì nó là dòng 7 chỗ thì nó phải đắt gần gấp đôi cái dòng 5 chỗ. Đấy. Vì vậy là khi những người ta đam mê Pajero, người ta mua về người ta độ như những cái dòng xe gia đình 7 chỗ ngồi. Vì vậy kể cả máy móc gầm bệ thì nó cũng như nhau thôi, nhưng mà form dáng nó khác mỗi cái là 5 chỗ và 7 chỗ. Đấy. Đây các bác nhìn ra cái phần đầu xe thì các bác mê luôn vì cái đầu xe con này chủ xe đã độ lom rất là đẹp. Đấy. Độ lên na răng. Đấy, bậc lên xuống. Em sẽ quay hết cho các bác bởi vì xe vừa về cửa hàng em xong thì em quay luôn. Và cái nữa là màn hình. Màn hình Android, chủ xe độ lên một cái màn hình Android rồi. Đấy. Cúp tì tay. Đấy. Đầy đủ hết. Em sẽ quay cái khoang đằng sau khi chủ xe người ta đã tháo ra khoang đằng sau ra rồi đấy. Quay khoang đằng sau luôn. Ai có quá khiển đồng hoàng nhé. Chưa mở cái cốp này. Đây, cái cốp này nó có nút khóa này các bác nhé. Đấy. Ủa cái này nó nút là kẹt sau nhỉ anh chú nhỉ? Anh chú ơi. Cái này kẹt sau nhỉ? Chưa mở được à? Ủa cái này em sẽ sửa sau. Sửa sau các bác nhé. Đây em sẽ quay về cái phần đấy cho các bác xem. Cái đấy em sẽ sửa. Đấy, quay cho các bác về cái phần cốp sau đây. Thì cũng chả có gì đâu phải dâu diếm cả, thực tế cái đấy nó kẹt thì đơn giản thôi. Đấy, đây này các bác nhìn đây, chủ xe đã độ hết nền dán hết rồi. Đấy chưa? Nó như cái dòng xe tư nhân luôn. Đấy, như là dòng xe 5 chỗ luôn. Hợp lý cực kỳ luôn. Mai em sẽ xử lý cái cốp đây. Đấy. À, nhựa này các bác nhìn cái nhựa của nó này. Đẹp mỹ mãn luôn. Với cái mẫu xe này thì chủ xe đã độ lên full màn hình. Đấy. Túi khí an toàn hai bên, phanh ABS và điều hòa, dòng này là điều hòa auto. Đấy. Đầu đài này, hai cầu này, bệ tỉ tay lên xuống này. Con này là quá là đẹp. Các bác nhìn này, những chi tiết mạ này, mạ chrome của riêng của đối dòng Pajero nó có những cái chi tiết nó rất là đẹp, sắc nét luôn. Đấy. Giá mẫu xe này thì bên em đang chào bán chỉ có 310 triệu thôi. À, trần này rất là đẹp, 310 triệu cho cái mẫu xe này. Nếu bác nào thích cái mẫu xe này alo cho em Dương, vì là con xe như mua được những cái con xe mà có chủ xe người ta trau chuốt vào những con xe như này thì rất là hiếm luôn. Đấy, chủ xe mà đã trau chuốt vào những con xe như này thì người ta cũng rất là cẩn thận, rất là chịu chơi. Đổ con xe như những bản như này, người ta đổ vào con xe như này không phải là ít tiền đâu. Đấy, bởi vì khi người ta mua về đầu ra tư nhân mà người ta đầu tư như này rồi thì cũng không hề ít tiền đâu. Nói thật với các bác như vậy. Các bác mua những dòng xe này chạy về nó quá là chất rồi. Nếu những người đam mê dòng Pajero, nói thật các bác là những người đam mê dòng Pajero, mua những dòng này chạy về thì không còn gì phải bàn nữa. Bởi vì khi chủ xe người ta mua về, người ta ra tên tư nhân của người ta chạy hàng ngày thì đồng nghĩa là người ta bảo dưỡng lại rất là kỹ rồi. Đấy, các bác mua về là sẵn sử dụng rồi cái mẫu xe này thôi. Đấy, xe rất là đẹp luôn. Bác nào mà nhanh tay, thật các bác nào nhanh tay thì mua được cái mẫu xe này thôi. Không mấy khi Pajero nhà em còn nữa, nhưng mà không mấy khi được con độ full đồ như này đâu.
Đấy, em cho các bác xem về cái phần khoang máy của xe luôn. Kiểm tra luôn về phần khoang máy. Đấy. Xe đẹp lắm. Các bác cần ảnh em có ảnh chi tiết cho các bác xem nhé. Đây, vừa về cửa hàng, máy thì hẳn hơi bẩn nhưng mà thực ra con này nó đều là máy zin hết nhé. Riêng đối với dòng Peugeot thì bao cho các bác máy zin. Lắp cabo của dòng này thì nó nhẹ hơn lắp cabo của phong cũ rất là nhiều. Đấy, lắp nhẹ hơn lắp cabo phong cũ đến 8 cân cơ. Rất là nhẹ, về dòng này lắp nhôm. Đấy. Chạy sướng lắm. Đây con này em lấy từ trong biển Hà Nội nhưng mà mua từ trong Hà Tĩnh ra đấy, bởi vì là chủ xe người ta mua vào trong đấy người ta chạy. Đấy. Đấy, vì vậy là các bác mua dòng này yên tâm. Vừa chạy mấy trăm cây ra ngoài này xong. Chạy chất lắm nhé. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Mitsubishi Pajero này thì alo cho em Dương. Số điện thoại của em là 0829 777 777 các bác nhé.